Hello, hello, ăn thử nha. Mới về cái mãng cầu với thơm mà hết mãng cầu, lấy sao ăn đây. Bốc mùi chua chua. Wow, nghe mùi ớt. Nó nghe mùi muối ớt, y chà. Nghe mùi muối tôm. Thơm thiệt, cái dĩ này đã không? Nè. Uống ác đẹp không? Tổ nuốt miếng à. Thơm, thơm. Về hai đợt á, đợt trước chưa được ăn đợt này. Chưa được ăn này kia nữa, thơm. Trời ơi. À, nó nghe mùi. Nó nghe mùi, đã không? Nuốt, nuốt, nuốt. Ăn, bóc tay đi. Dẻo nè. Nghe mùi thơm với lại muối ớt ghê. Với muối ớt này à. Wow. Thơm nè, nó dẻo nè. Nó dẻo nè. Ngon cướp. Không có ngọt gắt. Mặn. Chua. Thơm á. Cá muối hả? Nó không ngọt, ok. Ngon hả? Ok. Ăn không đi, đừng chấm. Nó tẩm vừa này kia, đừng chấm nữa. Chấm sợ mặn. Thơm quá, ngon quá, ngon quá. Ôi trời, chối, chối, chối. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Mấy muối rồi. Thôi đừng lấy này. Cho được mấy muối đây nữa đỡ. Mắc hơn lỡm à. Dẻo đã vậy sợ. Cái sên này không có ngọt, không có đường nhiều nè. Nó khô ra. Nó khô béo không? Dẻo dễ sợ. Ô chà, được á. Hết mãng cầu để ăn rồi, trời ơi. Ngon quá. Ngồi chắc hết ăn dĩ luôn á.